Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Vinh danh hai nhật đảng đang thách thức nhân dân Ngày 21 tháng 5 trên trang cá nhân của nhà văn Phạm Đình Trọng có status Lại trên ơn cái mặt bự xấu xa Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin trao huy hiệu tuổi đảng cho Lê Thanh Hải Tác giả nhắc đến sự kiện tuyên giáo Thành Hồ Tổ chức trao huy hiệu tuổi đảng cho đảng viên nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh năm nay 19 tháng 5 2023. Theo đó, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ồn ào đưa tin, đưa hình. Đặc biệt trong số các đảng viên nhận huy hiệu đảng đợt này có nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải nhận huy hiệu 55 tuổi. Tác giả nhận xét chọn ngày sinh của Hồ Chí Minh, một tên tuổi cộng sản được huyền thoại hóa để trao huy hiệu đảng cho tên tội phạm đất đai, tội phạm nợ máu thủ thiêm Lê Thanh Hải. Rồi cả hệ thống truyền thông đồng loạt đưa tin, đưa ảnh, đưa clip tên tội phạm Thủ Thiêm, Lê Thành Hải, Béo Tốt, Bảnh Bao, mặt trơ tráng bóng, hớn hở lên sân khấu nhận bằng, nhận hoa, nhận chúc tụng của quan đảng đương nhiệm là việc làm rất kém cỏi về nghiệp vụ, phản thẩm mỹ, phản chính trị. Tác giả nhắc lại tội ác của hai nhật Lê Thành Hải và băng nhóm của Y. Theo đó, chúng đã cả gan vứt bỏ bản đồ quy hoạch khu đô thị thủ thiêm đã được thủ tướng võ văn kiệt phê duyệt rồi thay bằng bản đồ quy hoạch do băng đảng của hai nhật tự vẽ mở rộng đất quy hoạch và ném 160 ha đất tái định cư cho 60.000 dân thủ thiêm ra vùng heo hút sình lầy ngoài quy hoạch đô thị thủ thiêm như vậy bằng nhóm của hai nhật có thêm đất vàng để quy hoạch trong khu đô thị lộng lẫy thủ thiêm và ăn chia với nhà đầu tư để thu hồi đất bất hợp pháp. Đám cô hồn Tây chân hai nhật dùng bạo lực nhà nước lùi dân ra khỏi nhà, ném lên ô tô chở đi nơi khác để cướp đất của dân. Bà Trần Thị Chốt 73 tuổi, bị ném đập xuống sàn ô tô, gãy xương, vỡ gan, chết. Ông Trần Văn Phúc, 46 tuổi, uất ức, treo cổ, tự tử. Hàng ngàn gia đình mất nhà, mất đất, sống lây lắc, màn trời chiếu đất, năm này sang năm khác, dắt dìu nhau ra thủ đô, ăn bờ ngủ bụi chầu trực khuya sớm ở các cơ quan trung ương đảng, cơ quan chính phủ, cơ quan quốc hội, đội đơn khiếu kiện tố cáo tội ác băng cướp Lê Thanh Hải rong rã hàng chục năm trời. Hai nhược Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức bí thư thành ủy khi ông ta đã bàn giao chức vụ cho người kế nhiệm. Hình ảnh tết trên trang cá nhân của nhà văn Phạm Đình Trọng. Theo tác giả, băng nhóm của tội phạm vừa bị truy tố Trương Mỹ Lan làm giàu bằng phạm pháp ngang ngược lộng hành thâu tóm hết khu đất vàng này đến mênh mông đất vàng khác dưới chiếc ô quyền lực lê thanh hải thời lê thanh hải đứng đầu tổ chức đảng thành hồ cả ban lãnh đạo trong ekip của hải đều nhúng chàm có không ít kẻ đã vào tù như phó bí thư thành ủy tất thành cang các phó chủ tịch thành phố nguyễn thành tài nguyễn hữu tính giám đốc sở tài nguyên môi trường đào anh kiệt tác giả cho rằng với Đảng Cộng sản, Lê Thanh Hải đã nhuộm đen, đã tha hóa, đã phá nát cả một đảng bộ lớn là đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Với dân, Lê Thanh Hải là kẻ đứng đầu một băng cướp ngút trời tàn ác, tán tận lương tâm, không còn tính người, không có luật pháp. Dù Lê Thanh Hải chưa bị truy tố, chỉ bị cách chức nhưng người dân Thủ Thiêm đều nhìn Hải là một tội phạm, một kẻ nợ máu. Còn người dân lương thiện cả nước Nhìn Hải không chỉ thấy sự ghê tởm cho một nhân cách tội lỗi, bẩn thiểu, mà còn thấy cả sự méo mó, khuyết tật của pháp luật. Thấy cả sự không nghiêm minh, không lành mạnh của tổ chức chính trị để dung dưỡng cho tội phạm, bao dung cho thành viên tội lỗi làm ô danh tổ chức chính trị. Và tác giả kết luận đưa cái mặt cái tên tội phạm Lê Thanh Hải nhận huy hiệu đảng lên truyền thông như một sự tuyên dương, là một thách thức lương tâm, thách thức công lý và coi thường người dân nhất là với người dân Thủ Thiêm, nạn nhân của một tội ác Lê Thành Hải. Đưa cái mặt bư xấu xa mà người dân căm ghét không muốn nhìn thấy lên truyền thông, tuyên giáo Thành Hồ đã là một việc phản mỹ cảm, phản chính trị, phản tuyên truyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo Chấm d với bản tin Vinh danh Hai Nhật, Đảng đang thách thức dân. Đảng chống tham nhũng chỉ là nói trạng. Ngày 19 tháng 5, blog Trân Văn trên VOA có bài chống tham nhũng, tổng bí thư lại nói trạng, hình ảnh bài trên VOA. Theo tác giả tuyên bố bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thế, vẫn nói trạng về đủ thứ chuyện. Về kết quả phòng chống tham nhũng, tác giả dẫn lời ông Trọng, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Tuy nhiên, theo tác giả, thực tế cho thấy ông Trọng đang vẫn nói trạng, nói lấy được. Tác giả dẫn vụ scandal lộ đồng hồ Patek Philippe Model World Time Mecca của ông Nguyễn Văn Yên Phó ban nội chính của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào ngày 10 tháng 5 giá bán chiếc đồng hồ này mà ông Yên sử dụng dao động trong khoảng từ 260.000 đến 270.000 Mỹ Kim. Nếu quy ra tiền đồng Việt Nam thì chừng 6 tỷ. Tác giả nhận xét ngay sau khi phát giá vừa kể lan rộng trên mạng xã hội và bùng lên thành scandal. Công chúng không thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, vốn không ngừng quảng cáo là đang phòng chống tham nhũng một cách đồng bộ quyết liệt có hành động nào kịp thời thiên hạ chỉ thấy các cơ quan truyền thông chính thức như thanh niên vn express hoặc do thiếu kiến thức về xa xỉ phẩm hoặc do thiếu cảnh giác cách mạng khi lựa chọn hình ảnh khiến cho ông yên nói riêng và đảng nói chung bị xuyên tạc vội vàng cắt cục cánh tay ông yên mang đồng hồ trên tấm ảnh mà họ lỡ chọn đăng Hình ảnh ông Nguyễn Văn Yên được bổ nhiệm làm phó ban nội chính. Tác giả cho biết ông Nguyễn Văn Yên vốn là vụ trưởng vụ theo dõi xử lý các vụ án vụ việc của ban nội chính trung ương đảng. Còn ban nội chính trung ương là cơ quan tham mưu giúp việc cho ban chấp hành trung ương đảng, đồng thời là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tháng 1 năm 2022, ông Yên được ban bí thư lựa chọn và bổ nhiệm làm phó ban nội chính vào thời điểm đó, ông Phan Đình Trạc vừa là ủy viên Bộ Chính trị vừa là ủy viên Ban Bí Thư khẳng định việc lựa chọn bổ nhiệm ông Yên là sự ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện lâu dài của ông Yên. Tác giả nhận định muốn biến thực chất của công cuộc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam thế nào. Cứ nhìn vào chuyện ông Yên dùng đồng hồ Patek Philippe nếu thành liêm chẳng viên chức nào có thể dư giả tới mức không cần đắn đo về giá để sắm chiếc đồng hồ như vậy. Song chuyện đó không quan trọng bằng việc lãnh đạo cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng tiêu cực lại thẳng nhiên phô bày sự giàu có của ông ta trong sinh hoạt thường nhật. Tình huống này chỉ có thể xảy ra khi tổng bí thư, các thành viên trong bộ chính trị, các thành viên trong ban bí thư, các thành viên trong ban chấp hành trung ương đảng và các thành viên trong ban nội chính cùng xem đó là điều bình thường. Khi giàu có bất thường được xem là đương nhiên là chuyện điều tra người này, kỷ luật người kia, tổng giam người nọ vì tham nhũng, tiêu cực, chắc chắn vì lý do khác, thế thôi. Tác giả kết luận làm sao có thể đồng hóa chuyện xử lý một số ủy viên bộ chính trị, thành viên ban bí thư, thành viên ban chấp hành trung ương đảng vì tham nhũng tiêu cực với phòng chống tham nhũng tiêu cực mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt. Khi công khai chấp nhận thậm chí tiếp tục cất nhắc những viên chức hẳn nhiên phô bày sự xa hoa mà ai cũng biết là dựa vào đâu, nhờ vào điều gì như ông Nguyễn Văn Yên. Khi các hệ thống vẫn nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm giữ cho ông Yên vô sự và khi sức ép quá lớn, hệ thống truyền thông chính thức hoảng sợ tới mức thiếu tỉnh táo, vội vàng khắc phục hậu quả bằng cách cắt bỏ cánh tay ông Yên đang màng bà Tech Philip. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Đảng chống tham nhũng chỉ là nói trạng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm d